Sản phẩm này không phải thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông có nhớ con là ai không? Bố con ngày càng lẫn, nhớ nhớ quên quên, có lúc lại còn nói nhảm nữa. Chứng teo não, sa sút trí tuệ không những làm giảm chất lượng cuộc sống của các cụ mà còn khiến cho gia đình vô cùng vất vả. Lô hóa trí não Velicoprin giúp bảo vệ, giảm lão hóa tế bào thần kinh, giúp cải thiện trí nhớ, giải pháp hữu ích cho người mắc chứng hay quên, suy giảm trí nhớ, teo não tuổi già. Còn là nam trai, còn bà đi bắt con gà nhà mình liên hoan chứ. Lô hóa trí não giúp ngăn ngừa teo não, sa sút trí tuệ.